với mục tiêu giảm thao tác không cần thiết, tăng khả năng xử lý thông tin trong cùng một thời điểm chiến đấu. Đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu và phát triển các phương tiện hỗ trợ chiến đấu tích hợp cung cấp thông tin trực tiếp cho phi công. Một trong những thiết bị được chế tạo phục vụ nhằm đáp ứng yêu cầu này là Handheld Mounted Display Systems, HMDS hay mũ phi công tích hợp thiết bị hiển thị. HMDS cung cấp cho phi công đầy đủ thông tin về tình trạng máy bay, vũ khí, mục tiêu, tương tự như thông tin mà phi công nhìn thấy trên màn hình hiển thị phía trước trên máy bay. Chính nhờ việc được cung cấp ngay lập tức các thông tin cần thiết giúp phi công có thể nhanh chóng đưa ra các quyết định trong chiến đấu. Mũ cũng được thiết kế để nhận biết hướng nhìn của phi công, từ đó xác định vị trí của mục tiêu và cung cấp thông tin cho các tên lửa, vũ khí không đối không, không đối đất sử dụng đầu dò hồng ngoại. Khi được trang bị HMDS, phi công chỉ cần nhìn về phía mục tiêu, chọn loại vũ khí thích hợp và khai hỏa. Mũ phi công chiến đấu tích hợp được chế tạo dựa trên nhiều công nghệ phức tạp, nhưng công nghệ chủ yếu là việc nhận diện vị trí, hướng nhìn của phi công thông qua các cảm biến quang học và điện tử. Ngoài ra, trên các HMDS mới hiện nay, công nghệ nhận dạng điểm ảnh cũng được áp dụng để nâng cao độ nhạy và giảm sai sót. Mũ phi công điều khiển tích hợp xuất hiện lần đầu tiên trong biên chế Hải quân Mỹ và được các phi công Mỹ sử dụng trên máy bay F-14 và F-15. Chính vì hiệu quả cao của nó, công nghệ này đã được nhiều quốc gia như Nga, Israel, Pháp, Anh phát triển và nâng cấp liên tục. Ở những phiên bản HMDS hiện đại, chúng đóng vai trò như một trợ lý ảo đối với phi công để giảm thao tác và tăng khả năng nhận diện tình huống chiến đấu. Chính vì thế, HMDS hiện là trang bị hỗ trợ chiến đấu không thể thiếu đối với phi công trong tác chiến hiện đại.